Mặc dù là ngày nghỉ Tết dương lịch, song hàng chục công nhân của công ty cổ phần Cảng Quốc tế Nam Vân Phong vẫn vào vị trí làm việc. Mọi công đoạn bốc xếp hàng hóa đều diễn ra nhanh gọn, an toàn và luôn đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Việc có đơn hàng xuất khẩu trong ngày đầu năm là tín hiệu vui đối với doanh nghiệp này. Để xuất chuyến hàng đầu tiên của công ty và cũng là chuyến đầu tiên của cảng Nam Vân Phong thì cũng rất mong muốn là trong cái năm 2022 này hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng về mặt hàng dâm gỗ cũng như nói riêng cũng như các cái hàng hóa qua cảng nói chung sẽ có những cái bước khởi sắc vượt bậc hơn. Không chỉ có tàu xuất khẩu dăm gỗ mà phía cầu cảng bên cạnh, một chiếc tàu chuyên chở vật liệu cho nhà máy nhiệt điện cũng đang chuẩn bị bốc dỡ hàng hóa. Dù năm 2021 gặp nhiều trở ngại do dịch bệnh, song cảng Nam Vân Phong vẫn đạt sản lượng hơn 750.000 tấn hàng hóa, tăng 50% so với kế hoạch. Những chuyến tàu liên tiếp cập cảng trong những ngày đầu năm, cảng biển này hy vọng đón nhận từ 1 đến 1,5 triệu tấn hàng hóa trong năm 2022. Mặt hàng dăm gỗ là một trong những mặt hàng chiến lược của cảng quốc tế Nam Vân Phong trong năm qua, thì chúng tôi hy vọng đây là sự khởi sắc, là một tín hiệu tích cực cho hoạt động của cảng trong năm 2022. Bên cạnh những tín hiệu vui về sản lượng hàng hóa thông qua cảng đầu năm, thì những định hướng chiến lược gần đây của Khánh Hòa tại Nam Vân Phong đã mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực cảng biển, logistics, từ đó giúp cảng Nam Vân Phong khai thác tối đa nguồn hàng hóa từ các tỉnh lân cận. Cái lượng hàng trong năm 2021 vừa qua thì trên 70% cái lượng hàng là đi từ Nam Vân Phong lên Tây Nguyên, và ở chiều ngược lại thì Tây Nguyên cũng xuất một số cái mặt hàng xuống cảng Nam Vân Phong để đi ra thế giới. Để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa tăng cao, đơn vị quản lý cảng cũng tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và nâng cấp quy mô cảng, hệ thống kho bãi. Với tín hiệu khởi sắc đầu năm, kỳ vọng cảng Nam Vân Phong sẽ trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ.